Xin chào các em. Chào mừng các em đến với bài giảng trực tuyến của khóa 1 trường tiểu học Bình Hưng Hòa. Cô xin giới thiệu, cô tên Châu Thị Ngọc Xuân. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng các em trong giờ học của phân môn chính tả. Để học tốt tiết chính tả, các em cần chuẩn bị cho cô sách giáo khoa tiếng Việt 1, tập 2, bảng con hoặc vở nháp, vở ô ly, bút mực, bút chì, thước kẻ, gom. Các em sẵn sàng rồi chứ? Chúng ta bắt đầu học nào. Trước tiên, các em hãy lắng nghe bài hát sau đây để đón xem hôm nay chúng ta học chính tả bài gì nha. Lời bài hát vừa rồi rất quen thuộc đúng không các em? Chắc hẳn các em đã đoán ra tên bài chính tả hôm nay rồi đúng không? Đúng rồi, hôm nay chúng ta sẽ viết bài Cái bóng mà mình đã được học ở tiết tập đọc trước. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 58. Các em hãy quan sát tranh và nhớ lại bài thơ Cái bóng. Trả lời cho cô câu hỏi: bóng đã làm gì khi mẹ đi trở về? À đúng rồi, bóng chạy ra gánh đỡ mẹ. Bài thơ cho chúng ta thấy bóng là một cô bé ngoan ngoãn, chăm chỉ, luôn biết giúp đỡ mẹ. Cô mong các em sẽ cố gắng học tập theo gương bạn bóng nha. Chúng ta cùng đọc lại bài thơ Cái bóng nha. Các em lắng nghe cô đọc. Cái bóng là cái bóng ban, khéo sẩy, khéo sàn cho mẹ nấu cơm. Mẹ bóng đi chợ đường trơn, bóng ra gánh đỡ chạy cơm mưa rồng, đồng dao. Bây giờ các em hãy đọc thăm lại bài thơ, sau đó dùng thước và bút chì gạch dưới những từ mà các em cho rằng mình dễ viết sai nha. À, cô thấy những từ các em dễ viết sai là từ cái bóng, khéo sẩy, khéo sang, nấu cơm, đường trơn, mưa rồng. Để giúp các em viết đúng, viết thành thạo những từ này, bây giờ chúng ta sẽ luyện viết những từ khó nha. Từ cái bóng, các em chú ý viết cho đúng vần ông ở tiếng bóng nha. Từ khéo sẩy, các em chú ý vần ay trong tiếng sẩy. Từ khéo sang, các em chú ý âm sờ ở tiếng sang. Từ nấu cơm, các em chú ý vần âu trong tiếng nấu và vần ơm trong tiếng cơm. Từ đường trơn, các em chú ý tiếng trơn có âm trợ đứng trước và vần ơn đứng sau. Từ mưa rồng, các em chú ý tiếng rồng có âm r đứng trước và vần ông đứng sau. Mời các em hãy đọc lại cùng cô những từ này. Cái bóng, khéo sẩy, khéo sàng,
nấu cơm, đường rơm, mưa rồng. Bây giờ các em hãy luyện viết những từ này vào vở nháp hoặc bảng con trong 2 phút nha. 2 phút bắt đầu. Giờ cô nhận thấy các em luyện viết rất tốt, cô khen nha. Trước khi hướng dẫn các em viết bài, cô và các em cùng đọc lại bài thơ một lần nữa nha. Cái bóng là cái bóng ban, khéo sảy khéo sàng cho mẹ nấu cơm. Mẹ bóng đi chợ đường trơn, bóng ra gánh đỡ chạy cơm mưa rồng đồng dao. Bây giờ cô hướng dẫn các em cách viết bài thơ này nha. Các em quan sát lại bài thơ và cho cô biết bài thơ gồm mấy câu thơ. À đúng rồi, bài thơ gồm có 4 câu thơ. Khi viết các em nhớ tên của bài thơ sẽ viết ở giữa trang vở. Vì đây là bài thơ nên mỗi câu thơ mình sẽ viết mỗi dòng. Các em lưu ý cách trình bày bài thơ. Đây là bài thơ được viết theo thể thơ lục bát, nên khi viết những câu thơ có 6 tiếng, các em sẽ viết lùi vào 3 ô. Còn những câu thơ có 8 tiếng thì các em sẽ lùi vào 2 ô nha. Nhớ viết hoa chữ cái đầu của mỗi dòng thơ. Và nhớ viết hoa tên của cô bé được nhắc đến trong bài thơ nữa nha. Trong bài thơ có dấu phẩy, dấu chấm, các em đừng quên mà hãy viết cho đầy đủ nha. Các em viết bài thơ bằng chữ cỡ nhỏ, nhớ viết cho cẩn thận, viết đúng độ cao, đúng khoảng cách con chữ nha. Khi viết bài, các em cần chú ý cách cầm bút, tư thế ngồi viết và chọn những chỗ có đủ ánh sáng để giúp các em viết đẹp hơn và bảo vệ sức khỏe nữa đấy. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập chính tả nha. Chúng ta cùng đọc yêu cầu. Điền vần âm hay ấp? Các em cho cô biết tranh vẽ gì? À, tranh vẽ một hộp bánh trung thu là loại bánh mà các em hay ăn vào dịp Tết trung thu. Tranh thứ hai vẽ gì các em? À, tranh vẽ một loại phụ kiện, đó là túi xách tay. Các em hãy giúp cô điền vào chỗ trắng vần anh hay vần ắt nha. Các em cùng kiểm tra xem có điền giống cô không nha. Từ đầu tiên, hộp bánh, cô điền vần anh. Từ túi xách tay,
điền vần ấp. À, chắc hẳn các em đều đầy đúng rồi đúng không? À, cô khen nha. Bây giờ cô mời các em bước qua bài tập tiếp theo. Chúng mình cùng đọc đề. Điền chữ ngờ đơn hay ngờ ghép. Cô mời các em quan sát tranh thứ nhất. Tranh vẽ gì? À, tranh vẽ một chú voi. Thế phần cong cong nhọn nhọn đưa ra phía trước là gì vậy các em? Đúng rồi, là ngà voi. Các em biết không? Ngà voi chính là phần răng của voi. Nó thường được dùng để tự vệ hoặc thể hiện sự thống trị. Ngà voi thường được con người dùng để làm đồ trang trí hoặc trang sức đó các em. Vậy tranh thứ hai để có gì đây? À, đây chính là chú trâu con, hay người ta thường gọi là chú né đấy các em. Các em hãy quan sát lại tranh và đọc từ bên dưới để xem mình điền chữ nào nha. Cô mời các em điền. Chúng ta cùng kiểm tra đáp án nha. Từ đầu tiên, ngà voi, vô điền ngờ đơn. Từ thứ hai, chú nhé, vô điền ngờ ghép. Ở dạng bài tập này, cô cần các em nhớ luật chính tả sau đây. Mình điền ngờ ghép khi đằng sau nó có chữ E, E, Y. Và mình sẽ điền ngờ đơn đi với các chữ còn lại. Các em nhớ ở nhà mình học cho thuộc luật chính tả này nhé, để giúp các em rèn chữ và làm tốt các bài tập vận dụng các cô đã chuẩn bị cho các em phiếu luyện tập này. Phiếu gồm 3 bài tập. Bài 1, các em sẽ tập chép lại bài cái bổng. Khi viết, các em nhớ chú ý độ cao, độ rộng, khoảng cách giữa các con chữ và nhớ giữ gìn bài viết cho thật đẹp nha. Bài 2, điền vần anh hoặc ấp. Ở dạng bài tập này, các em cần đọc cho đúng từ để chọn điền vần cho phù hợp. Bài 3, điền chữ ngờ đơn hoặc ngờ ghép. Ở dạng bài tập này, các em nhớ vận dụng luật chính tả lúc nãy để điền cho chính xác nha. Cô mong sẽ nhận được những bài viết thật nắn nót, sạch đẹp của các em đấy. Bài học đến đây là hết rồi. Cô chào các em.